Lộm nụ. Chồng giỏi quá. Quá hay. Túng gà mái mà để dành nuôi ra. Câu cá cả nhà ơi. Anh em câu cá về chiên nhậu, chiên xù cá tượng. Đìa cá nuôi ngang mà không biết có dính hay không à. Mẹ cái lỗi kỳ ta. Gì bỏ xuống làm liền hả? À? Ai biết. Con mồi mít luôn nè. Lỗi kỳ ốc. Cá gì bỏ xuống ăn liền, thấy cái đó nhỏ không vợ. Cá bự không? Cái gì á? Cái tượng bỏ xuống dứt liên mà cây á. Cái tượng út bài lớn. Mày biết mới hả? Ôi này cái nhỏ anh ba anh tư. Chút rồi. Mẹ nó. Gỉ phá mồi không. Con có phi rồi. Ăn cái thôi bá nè, không chưa. Nói cho bá rồi. Cái tượng nói cho bá rồi, không chưa. Đó, dục mít xuống nhữ luôn. Không có gì đâu. Dùng ủa, cái gì chạy lắm cơ. Cái kia á. Đụng má con, 2 tiếng hồ luôn, dính con cá chiếu hồ luôn. Có dầu đụng má tới về nó cháo luôn. Thôi vậy đụng giờ. Đụng tỉ mẹ. Thôi vậy giờ hết ham rồi anh Tư, nghe nói câu đó giờ câu gì dính. Quá dính mày. Dạy lắm mày. Sao đó? Mẹ con không lấy ra thì khải tôi lạnh đụng dục chua. Cái gì? Cái tê không chích. Bữa thiện với ngưng nhậu này đụng mà. Cái tê 5 kg mấy á. Dính cái tê giờ câu tiếp. Dính cái này tượng mà dính cái tê mới ghê chứ. Nó dám ăn luôn rồi. Thiệt, cái dồ thiệt. Cũng như không. Thả bên đây mà mở thả bên đó. Bỏ bờ đi. Bỏ thả. Tự khó ăn. Cá tự khó ăn không dễ đâu. Quá. Đổi chỗ rồi. Nó dính cái dồ cái tê không cả nhà. Đầu rồi heo la. Đó. Được được cái phao rồi đó. Xíu thôi tôi xuống. Chúng còn nhỏ xíu. Ba con cây chiên xuống được rồi. Dù mày ăn cho mong. Thôi gì ăn thì hết đâu. Hai con. Hai con là được rồi. Mày lại cá gì ăn uống trời. Nếu giật rồi nuốt lưỡi nữa rồi. Ăn gì hết. Cái mày lớn vậy ăn uống trời. Mặt tiên lưỡi luôn. Hết gỡ nữa hả? Để lâu quá nuốt luôn rồi. Mày cũng chết à. Con gì nữa được ha. Không vô một cái đủ mày. Có rau gì cũng chín. Mình hái rau luôn. Hai con vậy với hái mớ rau nữa là được rồi. Chiên là quất. Còn khác là gì? Còn cái gì hết. Chỗ này có lý rồi, chỗ này có cái tượng rồi. Đó.
Ồ ừ, rồi ngon lành. Ngon lành đi về. Rồi được rồi, hai con vậy là quá ngon. Ồ, ngon rồi. Quá có lý. Rồi, hai con này vừa ấy luôn. Thả cá xuống lên tên. Lấy gì đựng ta? Cầm tay vậy. Má cá từ từ ăn nước tuổi không. Thô bỉ thì luôn thấy cá còn cán ngán chết rồi. Tại giờ gấp đó chứ, như giờ là con chơi chút cháo nó không ngon. Nắm cái sợi dây nhỏ lên, thường giải cá thì nắm được. Nuốt lưỡi luôn à. Ây da, không cắn anh. Rồi. Rồi, về chiên nhậu cả nhà đây. Về quay tiếp. Có lý quá. Cắt rồi, rồi luôn cái má. Hai gà nãy bắn nè. Gà từ hôm nay mới quần với gà mình hết kia mình. Gà. Gà mới đẻ không ta kia. Đâu đi chị ba con. Trời lốc. Gà mới đẻ đi con. Bà sáu sao mà tiếc nào á này để đẻ tính ăn. Gà này ngon, gà này ngon. Gà gà không con. Gà đâu mới đẻ đem đây nè. Bà gà, đây. Gà ba không chết mới đẻ bà đổi tôi đó. Nắp về. Để đổi gà này gà của mày chứ ai đổi. Gà đó. Vậy bà có con gà bà đổi tôi. Má chủ nhà về thì bắt đầu coi giải gà đòi gà lại nè. Giờ thả ông đi đi con không có đâu. Dạ, nó giả không chứ. Đó giờ đá luôn hết. Giải cho dùng nữa đó. Ai mượn ông đi rồi thôi chứ ông ngủ rồi ông nhậu rồi ông ngủ chứ không sao ông cả ông kia nha. Ông kia. Đó mập gì đó. Lâu ha tụi. Đã mập lâu gà đang đẻ gì đó nó mới vậy đó chứ gặp đâu vậy. Tắng đâu. Đánh ghẹo đó. Lon. Chưa mà chứ, chừng nào gà xong cái. Gà nấu khô đó. Chừng nào gà xong hết cái chế nước vô. Chế nước nhiều thêm cái để gà vô. Hai rau vườn nè. Có lá cách không ta? Lá cách đâu? Ngoài ngoài hả? Ờ ai chiên đâu? Thiện cái gì? Thiện anh làm hết à? Ai làm nước mắm? Có anh khỏe, chưa ai làm nước mắm thôi. Rau vườn nhóc rồi cả nhà, muốn ăn rau vườn có rau má có đồ này. Được chưa? Cái gì? Nhắc luôn. Ừ. Ba luôn. Cái gì? Bà thêm. Ngồi như đó được anh ơi. Ừ, cái như đây thơ. À, thiếu không? Không. Ai biết luôn hả? Nè, có được không? Cái như đây hả? Rồi bạn hái lá cách thêm. Này đâu có nhiều đâu. Đây đây này. Anh thấy ông dẫn à chứ biết về không? Con thấy nè, con thấy kêu ổng hồi nào mà ổng không thấy con. Tại con không thấy trước quá, con thấy xa quá. Ủa nhưng chạy qua con mới thấy. Kìa, thấy không? Con mới nhắc, thay vô kìa. Sơn vô kìa, mở điện cái gì? Con thấy Sơn. Sơn, thấy ngồi luôn ha, thấy quế luôn ha, cho thơm thơm luôn. Dạ đâu sao? Quá trời. Thôi, con má đây con nhóc không có. Cái cô ai câu được cái cô vậy tại? Tại.
Đâu? Đó, tụng nè. Ừ. Ai mới lọc quế nhà Nam? Đâu? Đó. Quế cây quế đó, từ nãy chưa thấy đầu nào nữa. Mới làm gì? Nhậu miếng. Mấy người làm chung ngủ nhậu đi. Nhậu chỗ. Nè, nè hồi ăn trúng chết luôn á. Nhậm gì? Mày rồi đấy. Nó cắt nữa nè. Cái chút chút ngon cả nhà. Con rồi cả nhà ơi. Con lại ăn. Giờ nhậu. Nè những nhân vật nãy đi câu. Không. Chung nữa. Có ông á. Sẽ tìm chơi lắm nữa. Có kiếm rồi chính. Không nó thấy khó kiếm hơn. Má lại đi. Quá trời. Cãi đâu. Nực hả? Cái quạt uống rồi hồi mát rồi. Tao quá cháu à. Chưa đứa nào mê ăn hết trơn á. Con em đi ăn cũng bánh tráng này. Cái bụng đó. Ủa thằng này đi ổng về đâu mày? Ổng về đâu? Ổng về đây. Về hôm qua cũng ghé không? Con còn ghé không? Uống đi nè anh Sơn. Đợi công an tới bắt mày. Đừng mày ăn đó, đừng không mày ăn mày. Ông trúng với ăn đó mày đúng rồi. Đây dùm lên. Nè. Vô, cái ông gì tới rồi chị nào tới. Ủa đi chẳng cử nó cũng nội ơi, đủ đĩ mẹ hả? Mày dân lên cũng chẳng vô cũng thấy bà luôn á. Thấp thấm ta. Mà cái nhà làm mát mát cho anh em nha. Bây giờ cái từng nào làm luôn hả? Tệ cái từng á. Ôi đụng nó không nói tôi chết luôn nội. Mẹ mày mày có tay mày. Thôi, từng lễ rồi. Thiệt. Cái từng lấy nữa tài. Hoàng hậu hả? Con hoàng hậu gì? Con tôi thấy máu. Như Nam ấy quay đụng á. Quay bạn cá thấy máu đậm luôn đó. Quay nhỏ kia này bị men. Nó dài chính như đây để lên sao. Với đây cá là muốn quen lên. Thôi đó con. Sao? Mở bài ra nhỉ? Ơi bài. Mở dậu nè. Ơi dậu nè. Chưa tới kia đó. Mấy con cá mới vừa mới vậy. Cái giọng nó mới này, cái giọng đó. Tiêu uống đưa mỏi nè. Chúng em lên. Mới làm lẹ quá. Còn gì nữa? Ê, tụi má, tụi đặt thuốc là 100 bóng đuổi hết, thông nhát hết. Dạ. Mà đụng má nó bị lư rồi nè. Mà chị lúc mà thả gì nó mau lỡ. Bày lỡ cứ quấy tự của mình á. Đông đụng là thấy cái quần kia nó. Nó cái quần này ngát nhỏ. Nó bị vậy chứ. Nãy vô cân hàng rồi. Rồi có gà chiều bắn cái nhà. Không có cháu xong rồi luôn mẹ. Luôn như là quên luôn cái đồ quên mẹ luôn. Nó điện ngoài đó ngậu đâu. Mấy cái này mấy bữa không ngậu. Mới đó. Cháu gà lên tới nha. Mới đó. Tăng cường mồi, tăng cường mồi. Bữa anh đi đâu vậy á, cái con thỉnh tôm này. Tôi có cá tê mướt lên. Hồi nào? Nè, ăn cơm nữa. Đủ má, trời ơi, đủ mướn. Trời ơi, đang nghe điện thoại nè. Đang coi điện thoại nè. Mày đủ má, mày nó lên nè. Mày ghé vô, tao bị đủ má, cha con tắt điện thoại. Tắt điện thoại, nó mới ngon chứ. Bữa cái gì cháu không kịp, mày chở. Tao lỡ. Tao lỡ kẹt bà đúng. Mày đi xe mày về một cái ha. Rồi cả nhà ơi, chào tạm biệt cả nhà nha. Nhà mình cả nhà clip sau cả nhà ơi. Bà còn mai tao tắt đèn tao chạy đâu được. Tao uống lòng tao chịu. Tao quá thôi. Tao thua như cũng thua thôi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại clip sau. Mời cả nhà nó xem.